lái xe qua vách nghiêng. Lái xe qua vách nghiêng là tình huống không hiếm gặp khi đi off-road. Ví dụ, tình huống đi qua đường dạng lòng chảo hoặc hố hẹp lại có các vật cản ngang đường. Những tình huống này buộc người lái phải đặt bánh xe lên phần vách hai bên và lái xe trong tình trạng xe bị nghiêng một phần. Lái xe qua vách nghiêng thường tạo cho người lái cảm giác lo sợ vì tầm nhìn góc lái giống như xe sắp lật. Nhưng thực tế, xe hai cầu có khả năng đi nghiêng an toàn với góc nghiêng ổn định lên tới 35 độ. Để lái qua vách nghiêng, bạn chọn chế độ dẫn động hai cầu 4H hoặc 4L để tăng độ bám ở cả 4 lốp. Tiếp cận tới vách nghiêng chéo góc xe nhất có thể giúp hạn chế góc leo và hạn chế mất điểm bám các lốp xe. Thường người lái sẽ có xu hướng đưa xe hướng lên đỉnh vách, tuy nhiên nên tuyệt đối tránh vì làm như vậy sẽ tăng độ nghiêng của xe. Luôn lái với xu hướng đánh lái theo chân vách giúp giảm thiểu nguy cơ trượt trôi xe. Trong suốt quá trình vượt qua vách nghiêng, cố gắng duy trì ga đều và hạn chế dừng trên vách. Lưu ý đến các vật đặt ở trên giá nóc sẽ làm thay đổi trọng tâm của xe và tăng nguy cơ lật. Khi xe có hiện tượng trượt, tuyệt đối không đánh lái ngược hướng trượt, khiến xe mất điểm trụ bám. Bạn có thể theo dõi góc nghiêng của xe trên màn hình off-road của các dòng xe Ford thế hệ mới. Trên đây là những lưu ý khi lái xe qua vách nghiêng. Chúc các bạn lái xe an toàn!